Khang em của đội trời chạy máu lửa đá khá khéo nha, có chân phải khá tốt. Chết với Khang em rồi. Khang em. Ô. Rồi chuẩn bị đá chung kết nha, U12 của TBG. Quả đá phạt góc cho Liên Trung. Này mấy em trời mưa mặc đồ tùm lum nè. Một không cho Linh Trung nha anh em. Đổi banh khá tốt nha. Khang em xuất trái bóng bóng rất tốt nha. Khang em có chân phải khá khéo nha. Đá biên cho Khang em của đội trời chạy máu lửa đá khá khéo nha, có chân phải khá tốt. Nói chung là được hưởng quả đá biên nha. Linh Trung được và mình đội trẻ máu lửa được thưởng quả đá phạt góc nha. Bình đã có bóng nha, Thanh Bình cũng xuất rất tốt nha. Chết với Khang em rồi. Khang em xuất rất tốt nha. Rồi chạy máu lửa vừa gỡ bóng hòa với tỷ số 1-1. Ô, Bình vừa nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Linh Trung nha. Chung được quả ném gấp lên.
Trang em có cái chân phải khá tốt, khá khéo. Phát xuất sắc tốt, tốt quá Phát ơi. Rồi chuyển máu lửa được quả đá biên nha, quả đá biên. Khang em đá tiếp tục quả đá biên. Chè máu lửa được hưởng quá đá phạt góc nha anh em. Tinh Trung được hưởng quả đá biên lên. Tiếp tục. Khá đáng tiếc cho đội chè máu lửa nha. Bóng vừa dội tục dọc. Cầm bóng đi không? Tiếp tục Linh Trung được hưởng quả đá biên này. Đóng phát, đóng phát. Linh Trung lại được hưởng quả đá biên. Bình đang có bóng nha. Minh Trung được hưởng quả đá phạt nha anh em. Cái này mà bình sút là chắc cách lưới luôn á, bình sút rất tốt. Biết bình sút. Mùa hè này các trẻ U12 đâu tham gia rất nhiều các giải của TBG tổ chức. Anh Trung được hưởng quả đá biên. Sút khá tốt nha. Em đã rất lực. Chè máu lửa được hưởng quả đá biên. Càng em nhỏ con mà đã rất tốt nha anh em. Có chừng phải khắc khéo. Máu lửa được hưởng quả đá biên nha. Ừ.
chung được hưởng quả đá biên nha. Tiếp tục cho Linh Trung nha, quả đá biên. Và trẻ máu lửa được hưởng quả đá biên nha. Các em đã khác lẹ nha. Hiện tại Linh Trung đang dẫn trước với tỷ số 2-1 nha nè, với đội máu lửa. Ơi, đội trẻ máu lửa vừa gỡ tỷ số 2-2. Chung được hưởng quả đá biên. Mặt bằng chết chứ là càng em nha. Oh. Máu lửa được hưởng qua quả đá biên. Chèo máu lửa được hưởng quả đá phạt góc nha. Hiện tại tỷ số là 2-2. Đi không, nó đi banh không. Khoan em khá khéo. Máu lửa được hưởng qua đóng góc nha. Thằng em có phong đang bóng nha. Tiếp tục cho máu lửa. Hai đội dắt hòa nhau đá lưng lưu luôn nha nè. Xem vào. Tốt banh vô, đừng có đi nhiều nữa, đừng có đi nhiều nữa. Bình nè, bình nè. Bình luôn, bình luôn, bình luôn. Tệ quá tệ. Linh Trung hưởng quả ném lên nha. Ok.
Ừ tốt rồi. Trời xăng trơn trượt á, các em đá cũng khó đá nha anh em. Hoàng không sút không tốt. Mấy bóng sao chút chắc là ăn luôn cho bóng luôn. Đóng từ xa luôn, banh chống đóng luôn. Nói chung được hưởng quả đá biên lên nha. Không được đâu, phối hợp lắm. Máu lửa được hưởng quả đá biên nha. Hai đội đá ngang tài ngang sức. Chết mới cho bóng. Tiếp tục cho máu lửa được đá quả phạt góc nha anh em. Trời mưa rồi. Có phát. Máu lửa đã khéo. Tiếp tục cho đội trẻ máu lửa được hưởng bóng đá phạt góc nha. Các em máu lửa đá rất tốt nha. Phát xuống rất tốt. Chúng ta mà giọng tài không ăn bắt cái đó nha anh em. Bên kia, bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Nói chung được hưởng quá đã phạt trực tiếp nha nè. Nhẹ nhẹ cho Bình nè, nhẹ Bình nè, nhẹ Bình nè. Sút Bình, Bình. Bình không muốn sống được. Thằng em sút kỹ thuật rất tốt. Thằng em bị chuột rút nha nè. Bên. Ồ, Linh Trung vừa nâng tỷ số lên 3-2, rất tuyệt vời. À, Thanh Bình vừa ghi hai bàn nha nè. Rất tuyệt vời. Đá biên cho đội trẻ máu lửa nha. U12 máu lửa. Rất tiếc cho Khang em vừa bị chấn thương chuột rút nha anh em. Khang em đá khá tốt nha. Ồ,
Xin chúc mừng đội Linh Trung có tỷ số 3-2. Trận này như trận chung kết rồi nha anh em. Xin chúc mừng đội Linh Trung ngày hôm nay có giải lần thứ 3 luôn nha anh em. Các cháu đá khá tốt nha. Xin chúc mừng toàn đội nha anh em. Xin chúc Hoàng nhớ cái Hoàng. Xin chúc mừng đội Linh Trung nha anh em. Các cháu lần thứ 3 được có giải TBG này, cúp U13 luôn, phải U12. U12. Không đứng phạt.